Bà chôn thế này mai ngày mai bão nó tung lên hết à? Hả? Bồi bão to nước lên hẳn. Cái gì bán được thì nhặt đi rồi, bây giờ toàn túi bóng. Nó bão vào rồi cát rồi lấp đi á. Càng lấp á. Phải thu gom phải đi đổ chỗ khác đi.